Sếp Sala Cà Mau xin kính chào quý bác anh chị và các bạn. Thì hôm nay mình lại tiếp tục nói về cái con Evo 6200W. Tuy nhiên thì các cái chức năng của nó chút xíu mình sẽ phân tích sau. Đối với các bạn nào mà chưa hiểu cái con Evo này thì bây giờ mình sẽ nói về vấn đề bảo hành của cái con Evo 6200W đó các bạn. Thì nhà máy sản xuất thì họ chỉ bảo hành 6 tháng mà thôi. Cái nơi bán bảo hành 6 tháng, mình cũng vậy, bảo hành cho các bạn là chỉ 6 tháng thôi. Thì theo đúng với nhà sản xuất. Tuy nhiên thì một số bạn nói là bảo hành 6 tháng thì ngắn quá. Với cái con biến tần mà chúng ta có thể sử dụng lâu dài thì bảo hành như thế thì nó ít quá. Thì hôm nay mình chính thức mạnh dạn nhận cái gói bảo hành tối đa là 2 năm luôn nha các bạn. Mình xin nhắc lại là cái sản phẩm này tất cả các nơi bán đều là bảo hành 6 tháng, nhưng mà mình có thể nhận cái gói bảo hành tối đa là 2 năm. Mình chỉ nhận tới đó thôi. Còn cái phí bảo hành thì tất nhiên sẽ cộng vào cái phí sản phẩm. Bởi vì chúng ta biết đó là các cái hãng khác người ta bán cái giá thành cao là tại vì họ cộng cái bảo hành xuống. Vô họ bảo hành tới 5 năm thì rõ ràng là chúng ta thấy sao, thì cái thời gian bảo hành cứ mỗi một năm sẽ họ sẽ cộng vô bao nhiêu tiền thôi, chứ họ không phải là ở cái sản phẩm đó bảo hành một năm cũng giá tiền đó mà 5 năm cũng giá tiền đó, không phải đâu các bạn. Thì hôm nay mình chính thức mình nói các bạn luôn nha, nếu các bạn mà nhận mua ở bên mình đó, thì mình sẽ nhận bảo hành cho các bạn tối đa là 2 năm. Thì mỗi một năm chúng ta có thể bảo hành một năm hoặc là 2 năm gì đó tùy, thì chúng ta sẽ cộng vào cái giá trị của cái sản phẩm, thì lúc đó mình sẽ nhận bảo hành cho chúng ta luôn. Rồi còn nói với tính năng của cái con này dành cho các bạn nào chưa hiểu á, thì cái con Evo 6200W này là công suất của nó nha các bạn. 6200W là công suất liên tục của nó. Và tấm pin hỗ trợ là 6500W pin. Dòng này là dòng hybrid nha các bạn. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái con này nè, nó có thể chạy giống như bán tải. Mình dùng cái từ giống như bán tải chứ không phải là bán tải hoàn toàn nha các bạn. Có nghĩa là sao? Nó không cần ắc quy nó vẫn chạy. Không cần ắc quy nó vẫn chạy, nó chạy từ tấm PV xuống. Nó sử dụng tấm PV khoảng 90%. Thì 10% còn lại nó sẽ lấy từ điện lưới vào chiều mát hoặc là sáng sớm. Khi mà vào chiều mát PV ngắt, con này vẫn chạy bình thường nha các bạn. Con này vẫn chạy bình thường, lúc đó nó sẽ lấy 100% từ điện lưới. Và khi đó cái hao phí của cái con này, hôm qua mình có video mình test đó, cái hao phí này nó dao động là dưới 20W nha các bạn, từ 17 đến 20, nó cực kỳ nhỏ luôn. Cho nên chúng ta thấy nó giống như một cái con, mình gọi là một cái ổ áp gì đó, nó giống như là một cái ổ áp. Rồi, tới sáng PV có thì nó sẽ lấy PV nó nuôi tải khoảng 90% vân vân. Thì nói chung là nó từ tự động hoàn toàn, chúng ta không cần phải thao tác gì cả. Còn nếu mà sau này chúng ta có điều kiện chúng ta nâng cấp lưu trữ lên thì nó quá tuyệt vời, chúng ta vẫn dùng con này chúng ta lưu trữ sau này. Và tất nhiên các bạn nói luôn là chúng ta sử dụng năng lượng mặt trời, chúng ta lưu trữ thì nó mới tận dụng tối đa cái hiệu suất của tấm pin. Còn nếu chúng ta không lưu trữ thì nó sẽ không tận dụng tối đa hiệu suất của tấm pin. Nhưng mà nếu mà đầu tư lưu trữ thì nó hơi giá thành hơi cao. Nó chiếm khoảng từ 50 đến 60% cái giá trị của cái hệ năng lượng của mặt trời của mình. Đó, cho nên các bạn phải hết sức là chúng ta cân nhắc vấn đề lưu trữ. Tuy nhiên mà nếu chúng ta đã sử dụng con này rồi thì sau này chúng ta muốn lưu trữ thì chúng ta cứ thế là mua ắc quy chúng ta lưu trữ thôi. Và một cái tính năng nó cực kỳ hay của cái con này đó các bạn. Đối với những cái dòng mà mình gọi là bán tải khác trên thị trường, bán tải 100% luôn, mình dùng từ là bán tải 100% luôn đi. Thì khi mà điện lực cúp á, khi điện lực cúp thì nó sẽ cũng ngắt theo luôn các bạn, vì cái nguồn nó nuôi thì nó lấy từ điện lưới đấy. Cho nên là khi điện lưới bị cúp điện là mặc dù mình có cái dàn pin, mặc dù là có biến tần nhưng mà không sử dụng được. Riêng cái con Evo này là hoàn toàn sử dụng được luôn các bạn. Thì cái video trước, các video trước mình đã có test rất là kỹ rồi, các bạn có thể xem lại những video đó, các bạn sẽ thấy những cái tính năng nó rất là hay luôn đấy. Nghĩa là chỉ cần có PV là nó có thể chạy được. Trường hợp mà mình nói cúp điện đó nha, cúp điện thì lúc đó chúng ta hiểu nè, về lý thuyết thì nó có thể chạy điều hòa, về lý thuyết nó có thể chạy những cái tải nặng, tải lớn. Tuy nhiên chúng ta biết là đang chạy điều hòa nó đang tốn 1000W đi, mà cái tấm pin chúng ta có mây che ngang còn có xuống có 400-500W nè, trong khi đó điện lưới đã cúp rồi, chắc chắn là nó sẽ không đưa vào được con biến tần. Cho nên lúc đó là sao các bạn, nó sẽ sập nguồn. Các bạn lưu ý nha. Cho nên một khi chúng ta đã biết đã cúp điện lưới rồi thì mình biết là thôi, mình có cái đèn nè, có quạt, mình xài là mình đã quý rồi, như thế là đủ rồi các bạn. Chúng ta đừng có đòi hỏi nhiều các bạn. Nếu mà các bạn đòi hỏi nhiều quá mà vô lý như vậy thì cũng rất là khó nha. Vì có nhiều bạn cũng hỏi những cái câu mà mình nghĩ là các bạn giống như là trêu chọc mình vậy đó. Các bạn nói là bây giờ cúp điện lưới như vậy rồi chạy điều hòa, chạy biết từ gì có được hay không? Thì mình nói là được, chạy được. Nhưng mà với điều kiện là nắng tốt là chạy được các bạn. Ví dụ như tấm pin chúng ta tạo ra được 3000W. Về lý thuyết là nó có thể tải từ 3000W đổ lại. Chạy điều hòa thoải mái. Nhưng mà nếu như lỡ không may, đám mây nó bay ngang, chắc chắn một điều là ánh nắng mặt trời không phải là liên tục, bao giờ cũng có đám mây bay ngang. Thì đám mây bay ngang thì nó giảm có thể xuống còn có 30-40% cái hiệu suất của tấm pin thôi.
vậy thì lúc đó là chắc chắn là bị sự nguồn. Rồi như vậy thì mình khẳng định là chúng ta một lần nữa nha, riêng con biến tần Evo này, nếu các bạn mua bên mình thì mình có thể nâng cái gói bảo hành chúng ta lên, mặc định là 6 tháng thì mình có thể nâng lên 1 năm nè, 1 năm rưỡi hoặc là 2 năm. Thì khi các bạn nâng lên gì thì các bạn bắt buộc phải trả thêm cái phí, đó là gọi là cái phí bảo hành ha. Cái phí bảo hành ở đây là mình nhận riêng các bạn, phí bảo hành nhận riêng đấy. Cho nên là các bạn hết sức là lưu ý vấn đề này nha, mình thì chia sẻ thực tế, chia sẻ rất là rõ ràng, không phải là mình cố tình để mình bán được sản phẩm, không có các bạn. Mình sẽ chia sẻ một cách là từ xuất phát là người dùng, xuất phát là cái người hiểu biết và lắng nghe các bạn. Các bạn cứ có vấn đề gì về năng lượng mặt trời mà có liên quan đến cái hệ lưu trữ độc lập thì các bạn có thể liên hệ với mình sẽ tư vấn để chúng ta chọn cái hệ cho nó phù hợp nha. Không cần nhất thiết là phải bỏ ra số tiền quá lớn đâu, chúng ta có thể đầu tư từ từ một vài tấm, rồi sau đó được 4 5 6 tấm rồi chúng ta cũng mua biến tần này chúng ta dùng, thì cái hệ nó cũng chưa có đáng là bao nhiêu các bạn. Rồi cứ mỗi lần điều kiện thì chúng ta sẽ nâng lên một tấm hay tấm, một tấm pin mình vẫn gửi nha các bạn. Mình nói là một tấm pin, rất là nhiều nơi một tấm pin họ không gửi, nhưng ở đây mình một tấm mình vẫn gửi cả nước, ship cả nước các bạn. Thì các bạn có nhu cầu thì các bạn có liên hệ và ủng hộ mình, cảm ơn rất là nhiều. Mình là Solar Cà Mau, mình tên Thám nha các bạn ơi. Rồi cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.